Chúng ta đang nhìn thấy một cái màu đỏ, nó là màu đỏ huyết của hàng Ruby Lục Yên. Thực sự là bên ngoài nó đỏ hơn cái video rất là nhiều, nhưng cái hàng đỏ huyết đỏ rực này thì rất khó quay được cái màu đỏ thật của nó. Cái viên ruby này đặc điểm là được cắt mài từ một viên tinh thể ruby Lục Yên nên chất nó rất là rực. Và cái thông tin của cái nhẫn này là cái viên đá chủ khoảng 5 CT, hàng ruby Lục Yên tự nhiên 100%, không qua bất kỳ một cái xử lý gì cả. Khối cao, đẹp, chất bán trong và có lửa. Khi lên vàng thì nó rực lửa lên. Đây là một số cái hình ảnh mà ở ngoài nắng thì nó bị rực quá nên không bắt được màu. Còn đây là cái ảnh chụp. Hai bên được thiết kế, cái má của cái nhẫn được thiết kế là nữ thần tự do, được vẽ rất là công phu và tỉ mỉ. Vàng được thiết kế là vàng 18K, trọng lượng vàng hơn 3 chỉ rưỡi. Đây là một số cái hình ảnh vẽ 3D khi thiết kế. Về cái nữ thần tự do là được thiết kế riêng, đặt riêng cho cái chiếc nhẫn này. Đây là cái mẫu nhẫn khá là kỳ công. Đây là cái hình ảnh 3D. Sau khi chúng ta vẽ xong thì có cái góc nhìn như này. Đây là hình ảnh render sau khi quá trình. Đây là cái giấy giám định để đảm bảo tự nhiên 100% cho cái chiếc nhẫn này. Anh chị nào thích cái mẫu như này hãy liên hệ chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn.